chiếu sáng dân mình. Hồ, hồ, Hồ Chí Minh, hồ, hồ, Hồ Chí Minh. Vượt chung sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm hơn. Hồ Chí Minh, người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, rọi chiếu sáng dân mình. Hồ, hồ, Hồ Chí Minh, hồ, hồ, Hồ Chí Minh. Miền miền đông, xa tắp nơi chân trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, soi chiếu sáng dân mình. Hồ, hồ, Hồ Chí Minh, hồ, hồ, Hồ Chí Minh. Vượt chung sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm hơn. Hồ Chí Minh, trời chân lý sáng soi, soi chiếu sáng dân mình. Hồ, hồ, Hồ Chí Minh, hồ, hồ, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, soi chiếu sáng dân mình. Hồ, hồ, Hồ Chí Minh, hồ, hồ, Hồ Chí Minh. Cảm ơn.
chương 3 với chủ đề Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Trong những thành tựu của thủ đô những năm qua, luôn có sự đóng góp to lớn và rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được đúc kết, nhân rộng. Đó là những đóng góp rất quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với phương châm tuổi cao, gương sáng, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, người cao tuổi thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền, chủ động trong công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện và thực thi tốt các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chú trọng đổi mới nội dung, cách thức hoạt động các phong trào thi đua trong người cao tuổi ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đặt ra. Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và nét đẹp thanh lịch đảm đang của phụ nữ. Phụ nữ Hà Nội hôm nay ngày càng khẳng định vị thế vững chắc và có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước. Phụ nữ Hà Nội không chỉ làm tốt vai trò của những người vợ, người mẹ, người tổ chức chăm lo cuộc sống giữ lửa trong gia đình, bảo đảm sự yên ấm của từng tế bào xã hội, mà còn có mặt trong mọi ngành nghề lao động sản xuất, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật, giáo dục, y tế. Hà Nội thêm xinh tươi trong những tà áo bay bay trên phố. Người phụ nữ thủ đô đẹp hơn muôn ngàn hoa, đẹp từ trong thơ ca, câu hát cùng trái tim luôn nhiệt thành. Theo ánh sáng khờ đàng hoàng vinh soi đường vì nhân dân, vì tổ quốc xứng danh anh hùng. Non sông gầm vóng do ta dệt theo mà thêm rực rỡ, lời của bác năm xưa vẽ
phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Cựu chiến binh thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Cựu chiến binh luôn đi đầu, tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của thủ đô, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào của Trung ương và thành phố. Với những đóng góp quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố, Công đoàn thành phố đã xây dựng được trong lực lượng công nhân, viên chức, người lao động mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thực chất với nhiều sáng tạo, trưởng thành vượt bậc trong chuyên môn và hoạt động, có nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trong sự phát triển toàn diện của thủ đô, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, giữ ổn định an ninh chính trị, có vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc với nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, lối sống lành mạnh, lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm, tri thức và trình độ. Thanh niên thủ đô đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đi ta đi lên tuổi trẻ dâng hiến. Okay.
còn lửa trong tim và hãy luôn vững niềm tin cuộc sống, luôn theo bước đường trong lý tưởng cách mạng bùng cháy mênh mông cho Việt Nam mãi mãi sức hồng. Hãy yêu đất mẹ Việt Nam ta bằng cánh tay sức mạnh như thanh gió, có răng đứng quân che xanh và một lá cờ đỏ thắm tung bay trước biển đâu mãi mãi giấc ngủ. Đi ta đi lên tuổi trẻ dâng hiến đón sau, làm chủ tương lai vững bước thời đại, băng qua gian khó kết đoàn vươn lên một lòng, tuổi trẻ Việt Nam mãi theo đảng đi tiên phong, vui tay trong tay tờ đoàn phơi phới tung bay, đường dài lập công có bác dẫn đường, mang bao tri thức quyết vì non sông hùng cường, ngọn cờ vinh quang lý tưởng mãi sáng ngời. Trẻ Việt Nam mãi theo đảng đi tiên phong, vui tay trong tay cờ đoàn phơi phới tung bay, đường dài lập công có bác dẫn đường, mang bao tri thức quyết vì non sông hùng cường, ngọn cờ vinh quang lý tưởng mãi sáng ngời. Từ nhiều năm nay, thể thao Hà Nội liên tục có những lớp vận động viên tài năng đóng góp vào việc khẳng định vị thế hàng đầu cả nước của thể thao Hà Nội, giúp thể thao Hà Nội tiếp tục tự tin vào các hướng đầu tư phát triển lâu dài để tiếp tục thành công trên đấu trường quốc gia, quốc tế. Vận động viên các thế hệ của Hà Nội trong màu áo đội tuyển quốc gia đã và đang tiếp tục ghi danh vào bảng vàng, thi đấu giành nhiều thành tích tại các sân chơi thế giới, giữ vị thế hàng đầu trong nước, góp phần vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắt son thề ước, thành thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thắm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó, tầm bao ven kia kia trùng tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Là trung tâm giao lưu quốc tế, lượng du khách tham quan Hà Nội luôn tăng cao. Hiếu xạ tự nhiên hương chính là môi trường hòa bình, ổn định chính trị, người dân thân thiện mến khách, nên ngày càng được nhiều người nước ngoài chọn sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá Hà Nội còn rất nhiều dư địa phát triển, đặc biệt nếu biết phát huy tiềm lực con người và bản sắc văn hóa, lịch sử của thủ đô nghìn năm văn hiến độc đáo. Từ thành phố hòa bình đến thành phố sáng tạo, không chỉ đơn thuần là có thêm danh hiệu để tự hào, mà còn là động lực để thủ đô quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng đến sự phát triển bền vững. As an international exchange center, Hanoi has been attracting more people to the city for peace, promoting human potential and cultural identity. With 1,000 years history of unique civilization, the peaceful environment, political stability, friendly and hospitable people of Hanoi is welcoming international friends to come and explore the unique scenery and the culture here.